Đây là bài viết STEM và tính kiên nhẫn của tác giả Curly Rebraces. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu bài viết này nhé! Mấy năm trước, mình cùng một người bạn thân có tình nguyện dạy lớp học STEM, STEM, về chủ đề bóng thám không, sensor, lập trình trong một trường cấp 2 dành cho trẻ em thiếu điều kiện, mà phần lớn là trẻ da màu, ở thành phố St. Louis. Trong 2 tháng, cứ ngày thứ 6 là mình tự lái xe 3 tiếng đến St. Louis, cùng người bạn này khiêng một cái thùng toàn đồ đạc điện tử để đi giảng bài. Có hôm ngủ lại cuối tuần nhà bạn, có hôm giảng xong lại lái xe đi về. Hai thằng thì thằng nào cũng có việc trong tuần, nên thường hai hôm tiếp theo thì hai thằng lại tiếp tục bàn tính xem tuần tới dạy như thế nào, nội dung gì, lý thuyết như thế nào, thực hành như thế nào. Bọn mình có nhiều lần còn cẩn thận mời con cái của những người mà bọn mình biết trong lứa tuổi cấp 2 đến để dạy thử, xem là bọn nó có thích không, hiểu không. Khi bọn mình dạy thử, thì mấy đứa dạy mẫu nghe tiết học 45 phút, thấy giảng cái vèo, 25 phút là bọn trẻ con bạn mình đã hiểu cả lý thuyết lẫn thực hành rồi, mà nghe một mạch rất là thích thú. Xong bọn mình cũng tự tin lắm, bảo tiết học kết thúc, mấy hôm sau cứ băng ấy mà tua lại. Cho đến khi giảng thật thì thấy là một lớp học có 10 đến 15 trẻ em thiếu điều kiện, lại là một vấn đề khác. Có một cô giáo trẻ khác chuyên chế ngự bọn trẻ này giúp bọn mình nữa, thế nhưng mà kết quả thì rất là khác so với mong đợi. Bọn trẻ này mình biết không hề có ý không tôn trọng, nhưng mà để bọn nó chú ý được 10 phút liên tiếp thì là cả một vấn đề. Bọn trẻ này nhiều em nghe, nhưng mà sẽ có em phá, có em sẽ không nghe. Phần lớn là bọn chúng không đủ kiên nhẫn để nghe một vấn đề từ đầu đến đuôi. Bọn mình ra về nhiều khi không hiểu là làm như thế nào để giúp bọn trẻ này có được sự ham thích, những điều mà sẽ mang lại cho chúng một tương lai tốt đẹp hơn. Gần đây có một người bạn mà mình biết cũng đang làm taxi như mình, cũng bỏ nửa buổi làm lái xe để đi tình nguyện dạy các em thiếu điều kiện, rồi làm bù đến nửa đêm mới về. Sở dĩ bạn làm như thế vì bạn nói bạn sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ công nhân nhập cư, nói tiếng Anh không sõi, không ai dạy dỗ hướng nghiệp gì cả. Bạn may mắn thông minh nên vào được một trường số 1 thế giới, nên là bạn rất quan tâm nhân rộng may mắn của mình ra. Mặc dù không phải dùng máy tính cả tàng, nhưng bạn cũng mua một chiếc máy tính cả tàng. Bảo thế thì mới dùng máy giống bọn nó, mới biết là bọn nó cần những gì. Hồi trước chưa đi dạy, nhìn hắn đi làm cũng tội. Nhiều khi hắn nói bảo mất cả đêm hì hục setup máy tính để làm cho các bước tiến hành đơn giản nhất, để làm được một cái bài giảng đơn giản dễ hiểu. Mấy hôm hắn đi làm thật thì mình cũng hỏi hắn, và câu trả lời đầu tiên bạn nói cũng như cảm giác của mình khi đó, đó là việc dạy dỗ rất khó. Đến người chuyên gia biết 10 dạy một nửa như bạn mình, mà khi dạy bọn trẻ thiếu điều kiện cũng rất khó vì bọn chúng rất dễ mất tập trung. Mình nhớ có lần phải đi làm tá túc ở nhà thầy cô giáo sư dạy mình ở một trường mới. Thầy cô sáng hôm sau đi làm cho mình đi cùng xe để chỉ đường đi lối lại. Thầy cô có con nhỏ, hôm ấy cháu bé chắc là có người lạ trong xe nên khóc ngặt nghẽo. Ông thầy vừa lái vừa hát để cho con thôi khóc. Sau đó cô có bật thêm cả bài hát trên điện thoại cho cháu bé nghe. Trên đường thì cháu bé nín. Sau đến thả cháu ở nhà trẻ, đến nơi bài hát vẫn còn một phần dài. Ông thầy đỗ xe chờ 10 phút cho đến khi hết hẳn bài hát thì mới bế con lên đưa nó vào nhà trẻ. Đưa vào trong nhà trẻ thì ông ấy chờ thêm 15 phút để con yên tâm thì mới ra ngoài đi làm. Mình nhìn thấy thế thì thấy lạ quá, vì nếu là mình thì mình chắc chắn là không thể biết để mà làm như vậy. Người ta thường nhắc đến một thí nghiệm gọi là Stanford Marshmallow Experiment, là đặt vào mặt đứa trẻ con một mẩu bánh, nói là họ sẽ đi ra ngoài. Nếu khi nào trở lại mà đứa bé chưa ăn mẩu bánh thì sẽ cho gấp đôi. Nhưng nếu ăn rồi thì thôi, không được thêm gì nữa. Có một số trẻ em thèm không chịu được. Có một số trẻ thèm nhỏ dãi ra nhưng mà vẫn cố nhịn để chờ người lớn trở lại. Sau đó người ta tiếp tục theo dõi các em bé đó trở thành người lớn trong xã hội. Và kết quả là
Người nào khi bé chờ để được gấp đôi thì có điểm thi cao hơn, ít bị béo phì hơn, kiếm được nhiều tiền hơn những người nào mà khi bé ăn. Vì thế, trước kia người ta kết luận rằng đứa trẻ nào hay là ai có đức tính kiên nhẫn thì đạt được thành công hơn những người không. Về sau này, khi nhìn vào kỹ hơn vào số liệu thì người ta nghi ngờ rằng có một yếu tố đằng sau đó, chứ không ắt hẳn tất cả là hệ quả của tính kiên nhẫn hay là không kiên nhẫn của từng người. Hóa ra, kiên nhẫn không phải là tính người mà là một hệ quả của môi trường. Những đứa trẻ sinh ra ở trong một môi trường được giáo dục tử tế ở gia đình thì sẽ rất dễ học được tính kiên nhẫn. Những việc như thành công trong xã hội hay tính kiên nhẫn chỉ là hệ quả của việc giáo dục tử tế. Mình nghĩ mình cũng là người may mắn khi bé không bao giờ bị bố mẹ đánh mắng hay là trách móc cho dù có chuyện gì xảy ra. Hồi bé, bố mình cứ đến giờ cả nhà ăn cơm là cho mình hỏi thoải mái, tranh luận thoải mái bất kể là vấn đề gì cho đến cùng luôn, cái gì cũng cố trả lời. Mình nhận ra đó là món quà hơn tất cả tiền bạc, cơ hội, sách, máy tính, trường lớp mà mình đã nhận được. Mình gần đây có một vinh dự được nhiều bậc cha mẹ theo dõi và nhiều bậc cha mẹ có khoe cho con cái mình học STEM bằng Lego, sách vở, công cụ, đồ chơi, thí nghiệm. Thực sự thì mình chưa từng bao giờ cầm một cục Lego khi còn bé. Mình không có họ hàng bà con gì làm máy tính cả. Lần đầu tiên mình nhìn thấy chiếc máy tính thật là khi 10 tuổi. Lớp 5 là lần đầu tiên mình được sờ vào con chuột mà không có máy tính cho đến lớp 6. Đến lớp 6 thì mình đọc giáo trình của tiến sĩ Quách Tuấn Ngọc để tự học Pascal. Mình đọc đến chương về con trỏ thì không thể hiểu được. Và 8 năm sau, đến năm 20 tuổi, khi thầy dạy mới hiểu nó là cái gì. Người bạn mình nhắc đến ở trên, lên đại học mới học lập trình vì cấp 2 và cấp 3 không ai nói cho biết phải làm gì cả. Để học được STEM, mình nghĩ là cổ vũ động viên hay có người chỉ bảo làm cho trẻ con cảm thấy hứng thú là tốt. Nhưng tất cả những việc đó đều là rất rất thứ yếu sau sự kiên nhẫn. Khi ai đó thật sự làm việc với máy tính, khoa học, toán học ở bất cứ cấp độ nào, nó không phải chỉ là đi lắp Lego, không phải là hình đứa bé trầm trồ hay là cười sung sướng khi nhìn thấy kết quả mình làm. Đó là cái bạn muốn tin rằng như vậy. Đó là cái những quảng cáo giáo dục STEM muốn cho bạn tin rằng như vậy. Đó là cái bạn nghe trong chat trên YouTube 30 phút như vậy. Nhưng sự thật thì nó là những điều rất nhức đầu, tỉ mỉ, cần sự chính xác tuyệt đối. Cho nên, cần những người cực kỳ kiên nhẫn. Hôm nay mình vừa được xem một video rất hay. Thực sự thì mình nghĩ các cháu nếu muốn làm STEM được sẽ phải đối mặt với những việc giống như thế này hơn. Để biết thêm cụ thể, các bạn hãy truy cập vào link bài viết ở spiderroom.com để có thể tìm đọc thêm nhé. Hãy xem một người lớn vẽ từng dây một, nối hàng trăm cái dây vào với nhau mà rất gọn gàng, không nhầm lẫn, lại quay được video để hướng dẫn cho người khác. Làm được như thế phải cực kỳ kiên nhẫn, không phải là đi nói chơi. Con đường này không dễ dàng với bất kỳ ai, đặc biệt là với những đứa trẻ mà giáo dục gia đình không chú trọng dạy cho chúng đức tính kiên nhẫn. Điều mình nghĩ cần chú ý có lẽ tới những bố mẹ cả có điều kiện cả chưa là không đồ chơi nào, không tiền nào mua được đức tính này. Thậm chí mua nhiều cho con cái khi chúng chán thì còn phản tác dụng. Và nếu ai không có điều kiện mua cho con cái những thứ mà người khác mua cho con cái họ thì cũng đừng lo quá. Đó mình nghĩ không phải là một vấn đề. Hy vọng rằng bài viết này sẽ có ích cho các bạn. Và các bạn đừng quên like, share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!